Chào mừng quý chú anh chị mình quay lại với kênh YouTube Nhà Đất. Thì hiện tại em đang đứng trước một căn nhà trong hẻm của đường Bờ Bao Tân Thắng nha anh chị. Đó là ngay cái đường mà trục đường mà Aeon Mall Tân Phú á. Từ đây mình ra Aeon chắc khoảng tầm 5 phút đi xe máy thôi anh chị. Đây ha, nhà mình á thì có diện tích cũng rất là ok, ngang 3m8, dài hiện tại là dài 8m6 nha. Chỉ có giá 3 tỷ 300 triệu thôi. Nhà là có sổ hồng riêng, mua bán là công chứng ngay nha anh chị. Nhà thì cũng còn rất là mới, anh chị mua về thì có thể ở được liền ha. Đó, kết cấu hiện tại là một trệt một lầu, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, rộng rãi thông thoáng nha anh chị nha. Đây, một căn nhà chỉ có giá là 3 tỷ 300 triệu tại trung tâm quận Tân Phú, gần Aeon Mall Tân Phú nha, đường Bờ Bao Tân Thắng ha anh chị ha. Đó, đây, đây một vài hình ảnh bên trong nhà. Đó, từ đây bây giờ một tí nữa em sẽ chạy từ đây mình chạy ra cái đoạn đầu hẻm Bờ Bao Tân Thắng cho anh chị mình xem ha. Từ đây mà anh chị ra hẻm ô tô á thì cách hẻm ô tô mình chắc khoảng tầm 200m là ra được tới hẻm ô tô nha. Đó. Ở khu vực này thì đường đường hiện hữu mình trước đất mình hiện hữu chắc khoảng tầm 2,5m nha anh chị ha. 2,5m 3m, hai xe dựng hai bên xe mình đi tính giữa được nữa. Đó, khoảng 2m 2,5m á. Anh chị nào quan tâm căn này thì liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại bên dưới nha. 0949 900 589. Em sẽ hỗ trợ cho anh chị mình xem trực tiếp cũng như là gặp trực tiếp chủ nhà để trao đổi thương lượng thêm về giá cả nha anh chị. Đó, này. Từ ngay chỗ nhà mình chạy ra một trục mình quẹo quẹo phải nha. Đây, nếu như mà anh chị từ nhà ra đây chắc khoảng tầm 100 mấy chục mét, à 100 mấy chục mét là tới ra tới cái đoạn ô tô này rồi. Đấy không? Ra đường khu vực đây đường ô tô vô được nha anh chị. Đó, nó sẽ có nhiều hẻm thông qua thông lại như trước mặt mình á, bên trái mình đâu có cái hẻm này nè, là anh chị sẽ đi ô tô vô hẻm là đi bên trái á. Nó em đó đó. Rồi, ở đây chị đi thẳng tí xíu là sẽ ra lại đầu hẻm của đường hẻm 79 Bờ Bao Tân Thắng nè. Đó, anh chị nào quan tâm căn này liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại bên dưới nha. Em sẽ hỗ trợ cho anh chị mình đi xem nhà trực tiếp ha. Đó anh chị. Này, từ đây mình đứng mình sẽ có thể nhìn thấy được Aeon Mall Tân Phú nè đúng không anh chị ha. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị vào video sau.